Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Các hình ảnh vệ tinh mới do Planet Labs công bố cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy nhiều trực thăng quân sự của Nga tại sân bay quốc tế Kherson. Cuộc không kích được cho là xảy ra vào khoảng 13 giờ 42 ngày 15 tháng 3 theo giờ địa phương. Cột khói đen lớn được nhìn thấy bốc lên từ vị trí sân bay trong khi nhiều trực thăng đang bốc cháy. Đây được cho là cuộc tấn công có mức độ mạnh nhất mà quân đội Ukraine đã tiến hành nhằm vào trực thăng của Nga trong suốt 3 tuần chiến sự. Ít nhất thì 3 trực thăng của Nga đã bị trúng hỏa lực bốc cháy hoặc bị phá hủy tại sân bay Kherson các phương tiện quân sự gần sân bay cũng bị tấn công. Một hình ảnh khác cho máy bay không người lái chụp lại từ làng Komisani gần đó cũng cho thấy một đám khói lớn bốc lên từ sân bay. Trước đó thì các hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Maxa Technology công bố hôm 14 tháng 3 cho thấy một số máy bay trực thăng quân sự của Nga xuất hiện trên đường băng tại sân Kursen. Hàng chục xe quân sự cũng được nhìn thấy ở khu vực xung quanh. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Cơ Sơn ở phía nam của Ukraine. Lực lượng Nga và Perekhaye tại Ukraine cũng đang kiểm soát một số khu vực ở phía nam, đông nam, bao vây Mariupol, Kharkov và các thành phố khác. Bộ Quốc phòng Anh ngày 12 tháng 3 cho biết lực lượng bộ binh của Nga đang cách trung tâm Kiev khoảng 25 km và có thể bao vây thủ đô của Ukraine trong vài giờ tới, vài ngày tới. và bao vây thủ đô Ukraine trong vài ngày tới. Trong khi đó, thì một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 14 tháng 3 nói rằng lực lượng Nga tiếp cận Kiev từ phía Bắc, bao gồm đoàn xe quân sự cách trung tâm thành phố khoảng 14 km. Nga gần đây đã mở rộng chiến dịch quân sự sang khu vực phía Tây của Ukraine sau khi tập trung tiến công các mục tiêu ở phía Đông, phía Nam và phía Bắc. Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định quân đội Nga vẫn chưa chiếm được ưu thế trên không của Ukraine, mặc dù Nga sở hữu lực lượng không quân rất hùng hậu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14 tháng 3 cho biết lực lượng Ukraine đã gây ra những tổn thất nặng nề cho quân đội Nga. Ông Zelensky dự đoán không lâu nữa, số trực thăng Nga bị bắn rơi sẽ lên đến 100 chiếc. Ngoài ra, Nga đã mất 80 chiếc máy bay quân sự, hàng trăm xe tăng cùng hàng nghìn phương tiện và thiết bị quân sự khác, theo Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã giáng một đòn mạnh nhất nhiều thập niên qua vào lực lượng của Nga và cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang có những bước ngoặt chiến lược. Ông Zelensky nói rằng 31 nhóm tiểu đoàn chiến thuật của Nga đã mất khả năng chiến đấu và Nga cũng mất hơn 360 xe tăng. Ông Zelensky cho biết thêm một số binh sĩ của Nga đã đầu hàng lực lượng Ukraine, trong Moscow đang tiếp tục tăng cường lực lượng vượt quy mô ở Ukraine. Hiện Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko hôm 14 tháng 3 đã tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy gần 4.000 mục tiêu quân sự trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bao gồm 143 máy bay không người lái. 1.267 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Đến đây là một số thông tin về tình hình chiến sự ở Ukraine. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.